Tại bò tư chiến trở lại video sáng hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2023. Bò em chuẩn bị lên xe giao cho khách ở dưới thành Thới B. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét tới chuộng chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Còn bây giờ em lên xe giao con số 1, con số 2, con số 3 cho anh khách này ở dưới thành Thới B. Rồi còn khoảng 2 tiếng nữa, 2 tiếng hoặc 3 tiếng trở lại em về là một xe bò nữa, là gồm có bao bê rất đẹp luôn. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem tham khảo. Còn không có điều kiện thời gian đến trại tại bò chặt lâu chị xem biết chốt. Rồi em với lại gần ở bên cầu Thơm nè, hai con nữa là tổng là 5 con bò chuẩn bị lên xe. Con bò này nó khó quá, em lên xe trước con này, nó lên nằm dạ hoài, bỏ cái máy xuống. Bây giờ chuẩn bị lên 4 con này. Cầm đi. Nhà con số 1, con số 2, con số 3. Trời ơi bò nè, giá bò trong rày nó muốn đủ được thịt luôn. Có mười mấy triệu luôn con anh chị. Chà bè nha nè, quá trời rẻ luôn. Đi. Anh biểu xuống chỗ sông nhu đậu đó, vẫn bự nha. Sông nhu á, rồi chỗ cộng cũng xanh à. Lên luôn con.